Sau các bạn học xong phần 2 thì ngày hôm nay phần 3 thì chúng ta sẽ học những nốt cơ bản trên ba ngăn đàn đầu tiên nha. Rồi sau khi các bạn đã xong cái phần 2 rồi á, xong phần luyện ngón rồi thì các bạn sẽ luyện ngón khoảng 15-20 phút trước mỗi cái buổi tập đàn của mình. Có nghĩa là một ngày mình tập một lần hay hai lần thì mình trước đó mình luyện ngón khoảng 15 phút nha. Bây giờ sẽ tới phần số 3 là phần mình sẽ học nốt cơ bản trên cần đàn. Thì các bạn mới học thì các bạn cũng không cần phải thuộc lầu, không cần phải đè nặng vào cái vấn đề học thuộc nốt, thì các bạn cứ biết cái đã. Sau các bạn cứ đánh một cái vài bài ví như Happy Birthday này, mấy bài nhạc cơ bản trước. Rồi từ từ thì dần dần mình sẽ thuộc sau nha. Các bạn đừng có vội học thuộc rồi ép đi bản thân của mình là phải thuộc xong cảm thấy rất là khó khăn khi mới học đàn. Mình cứ vẫn giới thiệu rồi các bạn sẽ học từ từ và sau này các bạn sẽ thuộc mà thôi nha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ba ngăn đàn đầu tiên thôi nha, đó nốt cơ bản thôi. Bây giờ mình sẽ đọc nốt dây thứ tự từ dây 6, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2, dây 1 nha. Đầu tiên là dây mì là dây 6, rồi dây số 5 là dây là, rồi dây số 4 là dây rê, rồi dây số 3 là dây son, dây số 2 là dây si, dây số 1 là dây mi. Rồi đó các bạn nắm rồi đúng không? Mình có để một cái hình nốt trên video này nha. Rồi đầu tiên là dây mì đúng không, dây 6 dây mì. Rồi ngang số 1 là nốt pha đó, như trên âm hình mình vừa gắn trên video á là pha. Tiếp theo là ngang số 3 là nốt son đó. Các bạn nên nhớ là ngang 1 thì mình sẽ đánh ngón trỏ như cái nãy mà, như cái bài phần trước mình đã nói luyện ngón là 1 2 3 4 rồi, thì bây giờ á mình chỉ học ba ngang đàn đầu tiên thì tất nhiên là không có ngang số 4 thì không có ngón út nha. Đó mình sẽ đánh ba ngón kia thôi, ngang số mấy thì đánh tương ứng với ngón số mấy. Rồi đầu tiên đánh mì, không đánh gì hết. Rồi tiếp tục ngang 1 đánh pha, rồi ngang 3 đánh son, đánh ngón kề ốc nha, son. Rồi mình có ba nốt mì pha son. Rồi các bạn đánh gần cái thanh sắt chừng nào thì nó sẽ kêu nó đỡ rè hơn. Một, mì pha son. Rồi tiếp tục dây số 5 nốt là, tiếp tục là ngay số 2 là nó si, rồi ngay số 3 là nó đô. Rồi các bạn thấy nó si và nó đô nó gần nhau không, nó chỉ cách nhau rất là gần, không có cách qua một cái ô trống nào hết. Có nghĩa là hai cái này là nửa cung, nửa cung thì hai cái nốt, hai cái ngăn nó sẽ liền kề nhau, cách nhau chỉ một phím đàn thôi, bước qua một phím đàn là một nốt cách nhau nửa cung, nên nó si nó đô nửa cung nha. Rồi là si đô rê. Rồi dây số 4 nó rê đúng không, rê mi pha đó, mi pha cũng là hai nốt kề nhau, cách nhau chỉ một phím đàn, bước qua một phím đàn là tới nốt pha, nên là trong bảy nốt cơ bản là mặc định mi pha với si đô là nửa cung, còn lại là một cung nha các bạn ơi. Đó rê mi pha son la, là rê mi pha son la. Đó, nốt ba là son nha. Rồi vẫn ngang hai nốt la, dây ba chỉ có hai nốt thôi. Tiếp tục dây một là nó si, dây hai quên dây hai là nó si, ngang một là nó đô. Rồi tiếp tục nó rê, ngang số 3. Rồi dây một là nó mi. Rồi dây một sẽ giống dây 6 nha, nó chỉ khác là hai quãng 8 nha các bạn ơi. Đó, mi pha son. Rồi quãng 8 như thế nào, quãng 8 là gì? Đó đầu tiên nốt mì nè, đó rồi tiếp tục là nốt mí, mí này nốt mí là dây 4 ngang 2 là một quãng 8 thứ hai. Rồi tiếp tục là nốt mí buông, dây 1 là quãng 8 thứ ba, nên là cái dây mì thứ 6 với dây mí dây 1 cách nhau hai quãng 8 nha. Mì pha son nó giống mì pha son nhưng nó trầm hơn rất là nhiều so với dây 1, dây 6 rất là trầm đó. Rồi mình ôm lại nó nha, mì pha son la si đô rê mi pha son la si đô rê mi pha son. Đó các bạn mới học các bạn sẽ đánh vừa đọc nốt như vậy đó nha. Lại nè, mi pha son la si đô rê mi pha son la si đô rê mi pha son. Rồi ngược lại, son pha mi rê.
Rê, Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi, Rê, Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi. Rồi các bạn đánh chậm và từ từ đánh nhuyễn lên. Nhớ nha, mình không cần phải học thuộc bây giờ, tại các bạn mới học, mình vô học thuộc là nó mệt lắm, áp lực cho mình lắm. Các bạn cứ thoải mái, các bạn cứ nhìn bài, các bạn cứ nhìn cái word nào, cái note nào quên thì các bạn nhìn. Rồi bạn nào mà siêng á, bạn nào siêng các bạn dán giấy lên. Ví dụ như chỗ này á, bạn giấy bạn ghi nó pha, chỗ này bạn ghi nó son, bạn dán lên cũng được. Đó, ngày xưa lúc còn nhỏ là mình học hay mình dán giấy cho nó nhớ. Rồi tiếp tục là bạn dán cho nên pha, dán này son, rồi dán này nó si, dán này nó đô, dán này nó mi, dán này nó pha, dán này nó la, dán cho là mì, là, rề, son, xí, mí. Đó, mình quên bài nào mình đánh lên đó. Rồi, sau khi mà mình biết nó đó, mình sẽ đánh một cái bài gì đó đơn giản, ví dụ như bài Happy Birthday. Đó, mình sẽ gắn cái âm hình nó lên cái màn hình nha. Đó, các bạn đánh theo nha. Son, son, la, son, do, si. Đó, có nghĩa là trên đó ghi nó gì thì mình nãy giờ mình học nó đó, mình đánh thì nó dê với ba, nó son đánh với ba. Son, son, la, son, do, si. Son, son, la, son, re, do. Son, 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 mi, do, si, la, fa, 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 mi, do, re, do. Lại nhạc đại điệu khúc nha. Son, 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 mi, do, si, la, fa, fa, mi, do, re, do. Đó, đó là bánh gì ba. Còn bạn nào mà muốn lùi là bằng 8 thì nó vẫn đánh được luôn. Son son la son do si. Son son la son re do. Son 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 mi do si la fa fa mi do re do. Đó, vẫn được luôn. Đó, hiểu không? Lại nha, mình đánh như nó dưới này. Son son la là dây buông, nó son là dây buông nè. Rồi nó la bấm ngay 2. Son son la son. Rồi tiếp tục. Đố là dây 2 ngay 1. Đố si. Si là dây 2 buông. À lại nha. Son 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 la là buông buông bấm ngay 2. Son son la son. Rồi buông lại. Rồi đố ngay 1 dây 2. Si dây 2 buông. Rồi tiếp tục câu số 2. Rồi son son la son cũng tương tự. Son son là buông buông. Xong bấm ngang 2 dây 3. La, son. Rồi rế đô là dây 2 ngang 3. Rế, đô. Đô là dây 2 ngang 1. Nào. Son, son, la, son, rế, đô. Tiếp tục câu tiếp theo. Son, son, son. Rồi tiếp tục là dây 3 buông. Son, son. Hai đánh 2 lần. Son. Son là dây 1 ngang 3. Son, 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 mi. Mi là dây 1 buông nha. Son, 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 mi. Đô. Rồi. Son 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 mi. Đô là dây 2 ngang 1. Đô si. Si là dây 2 buông. La. Đó. La là dây 3 ngang 2. Son 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 mi đô si la. Rồi tiếp tục câu cuối cùng. Fa fa mi là dây 1 bấm ngang 1 là 2 lần. Fa fa. Rồi mi là dây 1 buông. Fa fa mi. Rồi đô ngang 2 dây 1. Ơi. Ngang 1 dây 2. Đô. Rê. Rê là dây 2 ngang 3. Đô. Đó. Dây 2 ngang 1 quay lại nó đô nha. Son 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 mi đô si la fa fa mi đô rê đô. Đó. Đơn giản Happy Birthday đúng không? Rồi, bạn nào mà xuống lên một bài 8 thì đánh son son la son đô si cũng tương tự thôi. Đó, âm hình note mình có ghi như này rồi. Và các bạn giờ là các bạn sẽ cái bài phần số 3 này á, các bạn sẽ đánh ngón, đánh liền ngón như này. Mi fa son la si do re mi fa son la si do re mi fa son fa mi re do si la son fa mi re do si la son fa mi. Vừa đánh vừa đọc luôn cho nó mình cảm âm luôn, học cảm âm luôn. Mi fa son la si do re mi fa son la si do re mi fa son fa
son fa mi re do si la son fa mi. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình tập, như vậy, từ từ nó sẽ thế thuộc. Không cần các bạn phải học thuộc bây giờ, các bạn cứ là học nốt xong các bạn đánh cái bài happy bên đây, quần 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 dưới này, quần trên này, đó. Mình quần đi một lại, mình kiếm cái bài nội nhạc thiếu nhi rồi đó mà giai điệu dễ, con kia con bướm vàng. Đơn giản để mình đánh nốt trước nha. Rồi, bài này kết thúc nha. Các bạn nhớ xuyên tập lên nha. Đó. Bye bye các bạn.